Hôm nay là ngày vui của hai anh chị, em chúc hai anh chị năm năm hạnh phúc. Sau đây em xin gửi tới. Đẹp hay là vì giọng hát hay ạ? Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng em với một ca khúc rất là hay. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ được đến với một người anh rất là thân với chú rể. Có thể nói người anh này thì giọng hát không bằng Châu Kỳ Phong hay là các ngôi sao khác như Du Thiên. Nhưng mà phải nói rằng vũ đạo của anh thì phải nói Du Thiên hay là Châu Kỳ Phong, các ngôi sao khác phải thua anh. Và đó chính là anh Hà Anh Sơn. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh ạ.